Điểm tin tối ngày 23 tháng 5 năm 2024. Xôn xao cột sáng lạ giữa trời đêm Hà Nội, chuyên gia nói gì? Những ngày qua, người dùng mạng xã hội xôn xao chia sẻ hình ảnh của một cột sáng nổi bật trên bầu trời đêm Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hiện tượng thiên văn lạ, hiếm gặp hay dấu hiệu của người ngoài hành tinh. Một số người lại dí dỏm, ví cột sáng giống như gậy thần của Tôn Ngộ Không. Theo tìm hiểu, hình ảnh trên xuất hiện trên mạng xã hội từ đêm ngày 18 tháng 5, được chia sẻ rộng rãi trong ngày 19 tháng 5. Một số người dân khi đi dạo ở khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm, quận Hoàng Kiếm, phát hiện cột sáng đã chụp ảnh, quay video rồi đăng lên mạng xã hội. Một người dân cho rằng quanh khu vực Hồ Gươm có nhiều đèn điện trang trí. Ngoài ra, nơi đây thường tổ chức các hoạt động vui chơi, biểu diễn văn nghệ cuối tuần, nên anh phỏng đoán hình ảnh cột sáng nói trên là đèn chiếu ở cầu Thê Húc hay một hoạt động biểu diễn tại đó. Trang fanpage chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng chia sẻ hình ảnh cột sáng nói trên, kèm theo lời khẳng định hiện tượng trên là đèn của ngân hàng chiếu lên. Đó đơn thuần là hiện tượng nhân tạo con người vô tình hoặc cố ý tạo ra. Đã có kết quả xét nghiệm ADN trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội. Tin từ Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết hiện đã có kết quả xét nghiệm ADN trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con. Kết quả ADN cho thấy giữa cháu bé mới sinh và người đàn ông mà dư luận tình nghi không cùng huyết thống. Cùng ngày, ông DNA, bố của bé gái xác nhận, nhưng cho biết con gái đã tiết lộ thêm về việc quan hệ với một người đàn ông khác. Ông nói, người này là bạn của tôi. Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, công an cho biết họ đang tiếp tục điều tra và bảo gia đình chờ kết quả. Cháu bé 12 tuổi trong vụ việc là nạn nhân của vụ xâm hại tình dục nghiêm trọng đến có thai nhưng chưa rõ thủ phạm. Công an huyện Thanh Trì đã thụ lý điều tra nhưng đợi sau khi cháu sinh con hôm 17 tháng 4 mới xét nghiệm ADN để phục vụ công tác điều tra nhằm xác định ai là tác giả. Một người đàn ông hàng xóm bị dư luận nghi ngờ nhưng trao đổi, ông đề nghị báo chí đợi thông tin chính thức từ cơ quan bảo vệ pháp luật. Hà Nội, lửa cháy ngùn ngụt tại căn hộ tầng 14 chung cư The Vesta. Trưa 23 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết khoảng 11 giờ cùng ngày, tại một căn hộ tầng 14 chung cư The Vesta cao 17 tầng trên địa bàn phường xảy ra hỏa hoạn. Theo vị lãnh đạo, thời điểm xảy ra cháy, trong căn hộ chung cư không có ai, đám cháy do chập điện tại phòng ngủ. Vụ cháy rất may không có thiệt hại gì về người. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để dập tắt vụ hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra cháy, lửa kèm khói bốc cao ngùn ngụt ra phía bên ngoài. Nhiều mảnh vụn từ vụ cháy rơi xuống khu vực bên dưới, khói đen ám tường nhiều căn hộ phía trên tòa chung cư. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ. Hà Nội, ô tô tải nát đầu sau cú va chạm, tài xế mắc kẹt trong cabin. Lúc 0 giờ 40 ngày 23 tháng 5, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội nhận được tin báo tại đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông có người bị mắc kẹt trong ô tô. Theo cảnh sát, vào thời gian trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 89C315XX xảy ra va chạm với xe container mang biển kiểm soát 15R154XX trên đường Nguyễn Đức Thuận. Cú va chạm khiến tài xế xe tải là Trương Văn Hắc, sinh năm 1969 bị thương và mắc kẹt trên cabin ô tô. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm đã xuất một xe cứu nạn cứu hộ cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khi đến hiện trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sử dụng thiết bị bành, cắt thủy lực và đưa anh Hắc ra ngoài an toàn, nạn nhân trong trạng thái vẫn tỉnh táo. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế chăm sóc. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Ô tô lao vun vút vượt đèn đỏ, tông người đi xe máy ở Bình Dương. 7 giờ ngày 23 tháng 5, một người phụ nữ chưa rõ danh tính điều khiển xe máy trên đường Bầu Bàng, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương bị ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy với tốc độ cao tông trúng. Cú tông mạnh khiến xe máy văng lên vỉa hè, người phụ nữ bị thương. Sau tai nạn, ô tô bỏ chạy và bị tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Dầu Một chặn lại ở đường Văn Công Khai, phường Phú Cường, cách hiện trường tai nạn khoảng 1 km. Tài xế sau đó bị khống chế. Trước khi xảy ra tai nạn, chiếc ô tô này đã chạy với tốc độ cao trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Tài xế còn vượt cả đèn đỏ, lao vun vút trên đường. Thời điểm ô tô bỏ chạy và vượt đèn đỏ, phía sau có xe của lực lượng cảnh sát giao thông áp sát. Cảnh sát giao thông sau đó đã đưa tài xế về trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.